máy làm cỏ Thành quay cho cô chú anh chị xem con phát cỏ mini phun lên thùng ạ. Con này bên em đóng mới hoàn toàn. Động cơ 25 HP xi pha. Trước kia thì em làm máy bãi nhưng mà do bảo hành với lại làm số lượng nhiều á thì em không ráp nữa mà em ráp máy mới luôn. Cho nó dễ sử dụng, đi đâu cũng được, bảo hành nó cũng dễ ạ. Chân xích thì mới. Đây, em quay một vòng cho cô chú anh chị xem. Đó, ben đó. Bên em đóng mới hoàn toàn nha cô chú anh chị. Đây là cái khung bảo vệ dây gu loa rồi, cho nó bài bản chứ. Con này là ba tới một lùi ạ. Ba tới một lùi. Bên này là ben nâng hạ đằng trước đằng sau đó. Đây là ben đang ben đây. Hạ luôn, hạ thủ luôn. Đó. Rồi em test luôn cho cô chú anh chị xem. Đấy, em đã test thử cho cô chú anh chị xem rồi đó. Đây là cắt cái cây cỏ nó bị khô mất rồi nha cô chú anh chị. Nó khô mất rồi, cho nên là em đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì liên hệ 0982411160.